Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn có gì chú bác mà chưa ưng sản phẩm nào bên em thì các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn mình sản phẩm đầu tiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà bên em lại về chiếc sản phẩm là Vivo. Con này là Vivo gì nhỉ? Y19 các bạn. Y19 các bạn nhé. Đấy. Hôm nay lại bên em lại về được con Vivo Y19 á. Đấy. Con này thì máy đẹp như là mới luôn. Đấy ạ. Y19 đi các bạn. Y19 thì là 3-4 camera các bạn nhé. Đấy, 3-4 mấy camera. Đấy, 3 camera, một đèn flash vân tay này. Con này thì là máy đẹp như mới. Đấy, khách dùng ốp này. Máy đẹp như mới luôn các bạn này. Đấy. Không khác gì là mới. Cái con này thì chỉ các bạn chỉ có thả hộp vào là thành máy mới luôn các bạn nhé. Đấy, chỉ có thả hộp vào là thành máy mới luôn. Đấy, thả hộp vào thành máy mới luôn. Thì em sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con Vivo Y19 này. Thì là màn hình con này là màn hình là 6,53 inch Full HD cộng. Pin con này là pin 5000. Đấy, bộ nhớ trong con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy ạ. RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB nhé. Uấy. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Con này thì vẫn còn nguyên miếng dán coi như là gì nhỉ? Chống sức màn hình này. Vẫn còn nguyên miếng dán chống sức màn hình. Đây, mặt sau đây. Khách dùng ốp đấy. Máy đẹp như là mới luôn, không một vết xước luôn. Con Vivo Y19 này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 3.450.000 nhá. Đấy, 3.450.000 này. 3.450.000 đấy. Chỉ với 3.450.000 thôi thì các bạn đã sở hữu một con Vivo Y19. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 5000. Đấy, pin 5000 thì các bạn dùng thì quá là tuyệt vời rồi. Nói thật với các bạn, pin 5000 thì các bạn dùng nghe gọi phải đến 4-5 ngày đến 1 tuần cơ. Còn các bạn vào mạng phải được đôi ngày nhá. Nói chung bạn nào dùng nhiều một ngày, ok, xài ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y19 bên em này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng nhà mình thì bên mình sẽ ship cho các bạn. Và khu vực quanh Hà Nội thì bên em là có ship trong ngày luôn các bạn nhé. Nên là các bạn yên tâm. Đấy, khu vực quanh Hà Nội mình sẽ ship trong ngày. Đấy, mình sẽ cân nhắc mình ship trong ngày. Và tất cả sản phẩm bên mình thì còn bảo lỗi rồi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Vivo Y19 đấy ạ. Rất là sướng, rất là phê ạ. Đấy, cái loại Vivo này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất là ít nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con Vivo các bạn, con Oppo A5 2020. A5 2020 thì mình sẽ nói qua về cấu hình con này. Đấy, màn hình con này là màn hình là 6,5 inch HD cộng. Đấy, con này thì cũng là 3 camera, 3-4 camera đây, rất nhiều camera đây. Thì là con này thì là cấu hình là gì nhỉ? Con Vivo gì nhỉ? Sorry các bạn, là con Oppo A5 2020. Đấy ạ, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này thì cũng sở hữu là viên pin là 5000 nhá. Đấy, viên pin là 5000. Mặt lưng con này thì có kiểu khách dùng ốp nhưng mà người ta cũng hay cượt đi cượt lại. Mặt lưng thì có phẩy theo mấy cả, thứ nhất là dính mùn ốp này. Mấy cả có phẩy theo thời gian nhá. Đấy ạ, mặt lưng có phẩy này. Con này thì viền đẹp, viền này, viền với màn hình thì đẹp nhá. Mặt lưng thì hơi phẩy một chút nhá. Đấy, Oppo A5 2020. Thì con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng. Đấy, Oppo A5 2020. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Chỉ với 3 triệu đồng. Đấy, rất là rẻ nhá. Đấy, mặt lưng thì có hơi cái phẩy thôi, nhưng mà được cái máy zin nguyên bản nhá. Nên các bạn cứ dùng yên tâm, về chủ lập máy mới hỏng nhé, bình thường lỗi vặt ít nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y19 và Vivo Oppo A5 2020 này thì các bạn nhanh tay liên hệ cho mình trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình nhá. Còn các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên em ấy thì các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn phải cọc phí ship cho bên em là 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Đấy, rất là ok, Oppo A5 2020 đấy ạ. Và Vivo Y19 nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo là hôm nay nhà mình về là con Index đây.
Đây của Intech thì hôm trước khách mới cắm hôm nay hết hạn này. Còn y à gì nhỉ, con mắt heo này. Con mắt heo này thì hôm nay bên em đang bán bạn với giá là 1.400.000. Đấy. Mắt heo đấy. Con này thì màn hình AMOLED rất là đẹp này. Đấy. Đấy, con này thì là Android gốc luôn nhá. Đấy, mắt heo này. Hôm nay thì khách bị thanh lý này. Đấy. Đấy. Mắt heo X9 này. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.400.000. Máy đẹp là trên 90%. Đấy, tặng kèm cho bạn một cái ốp nhá. Rất là xinh, rất là đẹp nhá. Đấy, con mắt heo này, đấy, màn hình này. Rất là to, màn hình 5,5 inch rất là to ạ. Camera đây, chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này. Thứ nhất là con này nó đẹp ở cái màn hình này. Cái màn hình nó đẹp lắm. Đây, màn hình rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? Mắt heo này 1.400.000 này các bạn nhé, theo mình sớm nhất nhá. 1.400.000 con mắt heo này, đấy, dùng rất là ok. Cái loại này các bạn chủ đập máy mới học thôi, bình thường rất là vặt ít nhá. Khay sim pin liền nhá, khay sim bạn chọc ra nhá. Mắt heo nhá. 1.400.000 rất là rẻ nhá. Và đây là con Oppo F5. F5 này thì con này thì là gì nhỉ? Con này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Hình thức cũng khá là ok nhá. Đấy. Hình thức còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.750.000 này. Đấy. 1.750.000 sản phẩm Oppo F5 đấy ạ. F5 rất là rẻ đấy ạ. RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì hôm nay thì bên mình đang thanh lý thâu lại được của khách nhá. Với giá là hời nhất thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ, 1.750.000 sản phẩm Oppo F5. RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. F5 thì các bạn nhiều bạn cũng đã sành nhá. Rất là ok, rất là rẻ Oppo F5 đấy ạ. Và đây là sản phẩm Oppo A39 này. Đấy, A39. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con A39 này thì hình thức còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000 sản phẩm Oppo A39. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A39 này các bạn nghe hàng mình lên sớm nhất chỉ với giá là 1.400.000, rất là rẻ nhá. Thanh lý giá lợn chết luôn cho bạn nhá. Đấy. Này cũng muộn phết rồi. Cũng gần 11 rưỡi rồi thì mình sẽ le vào xong thì mình sẽ cũng đi ngủ luôn nhá. Và hôm nay thì nhà mình lại về được hai con iPhone nhá. Đấy, hôm nay nhà mình về được hai con iPhone. Một con này là con 6S 16GB. Đây. Này. 6S 16GB đấy ạ. Đấy, 6S 16GB, con này là bản LLA 16GB. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 2.100.000 nhá. 2.100.000 con iPhone 6S 16GB. Hình thức con này là máy đẹp là trên 90% đấy ạ. Máy rất là đẹp đấy ạ. Con này thì máy rất là đẹp đấy. Đây, 95 96 97% đấy. Nói chung đẹp lắm, con này thì đẹp lắm. Đây, 6S đấy ạ. 6S 16GB màu gray. Đấy. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.100.000. Và đây là con iPhone 7 nhá. Đấy. iPhone 7. Con này thì là bản 128GB ạ. Đấy, iPhone 7 128GB. Màu hồng, hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Đấy. Hình thức còn 90%. Vỏ thì hơi phải một chút thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. Đấy, 3.400.000 sản phẩm iPhone 7 phiên bản 128GB này nhá. Màu hồng. Đấy. Hình thức máy còn 90%. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Về chủ đập máy bị hỏng nhá. Bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 3.400.000 này các bạn nhé, thì hàng mình là sớm nhất. Thì trên thị trường đang có tình trạng là hôm nay thì mình cũng rất nhiều và vì cộng đồng mạng cũng chia sẻ rất nhiều các bạn nhé. Cộng đồng mạng thì cũng chia sẻ cũng khá là nhiều này. Đấy. Không biết là cái máy nào. Đây. Hôm nay thì ở cộng đồng mạng thì mình cũng có đôi thông tin đôi chút thì mình cũng chia sẻ cho các bạn ấy. Thì hôm nay thì nói chung là tầm lậu tuần này này thì lại có thông tin là có một cái là gì nhỉ? Thông tin gì nhỉ? Thì chắc là không biết là các bạn cũng đã biết chưa. Thì là cũng có là thông tin có nghĩa là đổi từ nói chung là từ máy nói chung là sang LLA sang bản VN nha đây ạ. Giờ anh em nào thích đổi từ Hàn sang Việt Nam, Việt Nam sang LLA chụp không tiếng
như máy Việt Nam đây. Thì ở đây thì nó đã sẽ bây giờ thì đây bên Trung Quốc thì đã ra cái máy coi như là cái máy gì nhỉ, cái máy này để đổi cái thông tin gì nhỉ, đổi thông tin của iPhone. Thì các bạn nên mua iPhone đấy, mua iPhone thì các bạn là chọn những nơi uy tín để mua nhé. Đấy, mua iPhone thì các bạn nên chọn những mua nơi uy tín để mua, tại vì iPhone thì họ đổi được thông tin ở máy này. Đấy, ví dụ như ở iPhone của mình là số máy là LA thì bây giờ mình có thể đổi sang được là VN trên A đấy. Nên là các bạn cân nhắc là mua những sản phẩm iPhone nơi những sản phẩm iPhone ở những nơi uy tín, tại vì Trung Quốc thì nó cũng mới ra cái phần mềm đây, hộp phần mềm này để viết đổi gì nhỉ, đây đổi đây nhiều cái con này này thì nó đang là máy của bản là bản Hàn, nhưng mà họ có số máy thì các bạn có thể là viết được sang VNA đấy. Chỉ trong đơn giản nó như kiểu là chạy lại phần mềm, không phải động chạm phần cứng gì cả, nên nó cũng không ảnh hưởng về phần cứng. Nói chung là cái viết như này thì cũng không ảnh hưởng, cũng nói chung là nó chỉ là mình chỉ xâm nhập vào phần mềm thôi, cũng không ảnh hưởng đến phần cứng đâu, nên là các bạn cứ không phải lo lắng cho lắm. Nhưng mà mình cũng theo lời khuyên của mình, các bạn cũng chọn uy tín để mua sản phẩm mà có những cái đuôi chính xác nhất đây. Như nhà mình con này thì đuôi LLA chuẩn 100% luôn này. Đây, LLA chuẩn 100% luôn. Con này thì là bản K-Athena 100% luôn, chưa đổi đuôi nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm. iPhone thì nhà mình cũng ít bán thôi, thỉnh thoảng mình về được 1-2 cây thôi thì mình level mình bán cho bạn. Thì mình cũng có đôi lời chút chia sẻ cho các bạn nên chọn mua những sản phẩm iPhone ở những nơi uy tín nhất, và nói chung là uy tín nhất đấy. Thì bây giờ họ cũng đổi được sang đuôi được, nói chung là đổi được đuôi như này thì bán máy sẽ dễ hơn. Ví dụ như là mà bản, ví dụ bản từ LA hoặc là bản KH trên A, ZB trên A, họ sẽ sáng đổi sang cái bản mà đuôi VN trên A này thì là bán hàng sẽ dễ bán hơn. Nên là các bạn cân nhắc nên mua sản phẩm iPhone ở chỗ nơi uy tín nhất các bạn nhé. Đấy, thì mình có đôi lời chia sẻ với các bạn thôi. Thì các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh ủng hộ mình nhá. Và hai con Z2 Bright, Z2 Bright thì cái loại này thì dành cho các bạn mà mua về cho các em nhỏ này. Đấy, tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân. Z2 Bright thì bên mình đang bán bạn với giá 900k một con nhé. Đấy, Z2 Bright 900k một con này. Đấy, thanh lý thành máy cục gạch này, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi YouTube. Nhà các bạn có em nhỏ đi học, các bạn mua sản phẩm Samsung Z7 Bright này về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân. Thích sản phẩm cảm ứng này cũng rất ok nhá. Tại vì nói chung là đi học mà mất thì không sốt ruột. Nên các bạn hoặc là cô giáo thu thì không sốt ruột, các bạn mua sản phẩm này về dùng đi. Tội gì phải dùng điện thoại xịn làm gì đâu nhá. Bây giờ còn đi học thì đua đòi làm gì đâu. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu các bạn chiếc Oppo A1K. Thì hôm nay nhà mình về tiếp tục còn Oppo A1K này. Đây ạ, A1K cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Còn A1K này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 đấy ạ. Máy màu đỏ, hình thức còn trên 90%. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này, các bạn chúng ta hàng này sớm nhất đấy. A1K RAM 2GB, bộ nhớ là trong 32GB, màn hình là hơn 6 inch, pin là hơn 4000 này, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột đấy. À, nhưng dòng này các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt sẽ ít nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đây ạ, S7 thì hôm nay nhà mình về được 4 cây nhá. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 4 cây này. Thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhá. Đấy, hai con này màu gold thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 một con nhá. S7 đấy ạ. 1.900.000 một con đấy. À, S7. Hai con này màu gold, hình thức máy cũng đẹp là 90% nhé. Đấy. Đấy, hai con S7 màu gold, hôm nay nhà mình về được 27 màu gold này, 1.900.000 một con nhé. Đấy. Hình thức máy cũng đẹp là 90% nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này, các bạn nhớ hàng là sớm nhất, thì mình sẽ nói qua về cấu hình con S7 này. S7 này thì là RAM 4GB, bộ nhớ là trong là 32GB, màn hình là độ phân giải là 2K nhé. Đấy, con này thì có đồng hồ chờ rất là thích này. Các bạn buổi tối mới đi ngủ, các bạn nhìn cái đồng hồ này rất là tuyệt vời, không sáng mắt mà các bạn lúc nào nó hiện giờ các bạn rất là rõ giờ, rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm S7 màu gold 1.900.000 này, các bạn nhận hàng lần sớm nhất, hôm nay về được hai tên đấy nhá. 1.900.000 một con này. À, cái loại này các bạn chỗ đập máy mới hỏng thôi, rất là sướng ạ. Và con này thì là bị kính mặt trước thì nó hơi bị chóc thủy một tí này. Đây, mặt trước thì hơi bị chóc thủy một tí. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.700.000 này. Đấy. 1.700.000, con này thì lưng viền và lưng rất là đẹp. Đây, viền lưng rất là đẹp ạ. À. Mặt lưng thì con này thì hơi bị chóc thủy một tí thôi.
Đấy, con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.700.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Con này thì máy màu bạc. Con này thì hơi bị chóc thủy một tí đây. Bên mình đang bán với bạn với giá là 1.700.000 đấy ạ. Đấy, S7 đấy nhỉ, 1.700.000 rất là rẻ nhá. Và con này thì cũng là 1.700.000 này. Đấy, 1.700.000. Hình thức con này cũng là 90% nhá. Đấy. Rất là đẹp, mặt lưng mình viền rất đẹp, mặt kính con này thì chỉ bị hơi đây. Mặt kính thì hơi bị nè nẻ tí đây thôi. Đấy, và chỗ đây thì hơi bị tí ấy. Đấy. Các bạn để dùng thì không ảnh hưởng gì nhá, nó chỉ tí ở đầu đây, mình ở đầu đây thôi. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn với giá là 1.700.000 nhá. Đấy. Này, con này màu đen, 1.700.000. Bạn nào thích sản phẩm iPhone S gì nhỉ? Samsung S7 này các bạn nhanh tay hàng liền sớm nhất. Đấy. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua mình. Hôm nay nhà mình về được 4 cây thôi. Hai con này thì bên mình đồng giá với giá là 1.700.000 và hai con này bên mình đang bán với giá 1.900.000 nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. S7 thì mình cũng hết rồi. Thì phải 1-2 nữa mới có hàng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá thanh lý giá rẻ các bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên mình các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn sẽ là người xem với lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin các bạn xem xe của mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai nhé.